chúng ta phải tránh cái giả lén lút đi cầu thang vậy. Anh tưởng em coi anh là bạn trai thật sao? Em coi anh là một trong các sứ giả hộ qua thôi. Vậy em hư lắm đó. Bây giờ tên này biến thái đến nỗi giết người cưỡng hiếp xác. Nạn nhân là diễn viên nữa. Tôi muốn hỏi anh làm việc kiểu gì vậy? Xem vậy, thực ra đội trọng án đã làm hết sức của mình rồi. Tôi không muốn nghe anh chối phát trách nhiệm. Người dân cứ luôn trách móc chửi rủa chúng ta, còn cấp trên thì lại cằn nhằn. Dự án này không thể nào kéo dài được nữa. Tôi ra lệnh cho anh và CIIU kết hợp điều tra, tăng cường người giúp để mau chóng bắt được tên biến thái này về quy án. Xem vậy, đội trọng án của tôi phải hợp tác với CIIU à? Có vấn đề gì? Xem vậy, tôi cảm thấy đội trọng án của tôi có đủ khả năng để làm việc. Đội của anh phá án được sao? Mà đám mặt, bắt đầu từ hôm nay, CIIU phải hỗ trợ cho đội trọng án phá án. Yes sir. Chúng ta phải hợp tác với CIIU. Vậy tức là nói chúng ta làm việc bất lực rồi. Biết làm cái nào khác chứ? Đội mấy anh phá án được sao hả? Chúng ta phải qua đội trọng án hỗ trợ điều tra tên biến thái. Dự án này là dự án lớn, được chúng ta qua phụ giúp vậy chúng ta oai lắm rồi, đương nhiên rồi. Rốt cuộc cũng có dự án lớn, siêu nhân này có thể tố tài rồi. Chà, cây súng hiện lại của tôi có thể đem ra sử dụng rồi. À, thì tụi mày nói tên biến thái này khó bắt quá ha. Nếu phái thêm một đội cho chúng ta quân đông sẽ dễ làm việc hơn. Sếp Hà, im miệng. Bây giờ đội trọng án của chúng ta đang bị người ta chà đạp. Đây là một cuộc chiến để giành lại sĩ diện, mọi người hãy cố gắng làm việc. Đừng bao giờ để CIIU coi thường. Đội của chúng ta luôn điều tra các vụ án nhỏ, không có cơ hội trổ tài. Lần này phải tranh tài với đội trọng án, mọi người không thể thất bại. Sếp Hà, không ngờ đội trọng án luôn làm việc lớn mà cũng cần sự giúp đỡ của đội tầm thường này. Tất cả mọi người phải cố gắng giúp đội trọng án, không được câu nệ. Yes, sir. Mời đồng bạc, đội trọng án có người giúp đỡ hoan nghênh vô cùng. Người xưa nói đi xa mới biết sức ngựa, có tài hay không thử rồi sẽ biết. Mọi người nghe đây, sau này CIIU có khó khăn gì, có vấn đề gì hãy cố gắng giúp họ, nghe rõ chưa? Yes sir. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu rõ, lần này hai đội hợp tác là để bắt tên biến thái đeo mặt nạ về quy án. Cho nên tôi mong giữa hai đội không nên tồn tại thành kiến hoặc là tình trạng cạnh tranh không cần thiết làm ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai đội, có nghe rõ chưa? Vụ án này á là do đội trọng án điều tra, cho nên hành động lần này là do sếp Trình chỉ huy. Lần đầu tiên tên biến thái gây án là vào tháng 6 năm nay, lúc đó chỉ cưỡng hiếp và đánh nạn nhân bị thương chứ chưa gây án mạng. Nạn nhân thứ nhất là Dương Gia Bảo 19 tuổi, nạn nhân thứ hai là Thái Anh Lan 24 tuổi, nạn nhân thứ ba là Mạc Tinh Tinh 17 tuổi, nạn nhân thứ tư là Quách Tiểu Quyên 28 tuổi, nạn nhân thứ năm là Dương Anh Kiền 24 tuổi. Tôi qua tên biến thái đeo mặt nạ lại gây án lần nữa. Theo suy đoán của chúng tôi, trước tiên hắn đánh bạn trai của Dương Anh Kiền bị thương, sau đó mới giết cô. Bên pháp y đã xác định nguyên nhân cái chết của Dương Anh Kỳ và Quách Tiểu Quyên nạn nhân trước đó, tức là bà chủ của căn tin, đều giống như nhau. Họ đều bị hắn dùng sức xích cổ mà chết. Nhưng lần này xương cổ của Dương Anh Kỳ đã bị gãy. Ngoài tên biến thái này ra, không ai có thể mạnh tay đến như vậy đâu. Tôi cũng đồng ý đó. Trước giờ tên biến thái đã lấy những phụ nữ không giữ phụ đạo làm mục tiêu, thủ đoạn càng ngày càng dã man. Dương Anh Kỳ là nạn nhân thứ hai bị hắn giết chết, và cũng là nạn nhân đầu tiên chết rồi mới bị cưỡng hiếp. Cái tên biến thái này 3 lần 7 lượt muốn giết hại Dương An Kỳ, sau cùng mới giết luôn. Có khi nào giữa họ là chỗ quen biết hay là có quan hệ gì không? Chúng ta cũng không loại trừ khả năng này. Tôi không đồng ý. Cố ý sát hại nhiều lần mà cho là có quen biết thì có vẻ quyết đoán quá. Tên biến thái thì chống đối những phụ nữ có chồng mà vẫn còn ngoại tình, điều này mọi người đều hiểu rõ. Cuộc tình ngoài hôn nhân của Dương An Kỳ phô trương quá, trở thành mục tiêu của tên biến thái cũng không có gì lạ. Tôi dám khẳng định hắn đã bị ảnh hưởng về sự bất trung của vợ hắn. Cách nói của Tâm Nguyên cũng rất có lý. Sếp Trình,
Nghe sếp nói vậy, chuyện gì cũng có khả năng rồi. Nếu như đàn ông phản bội vợ mình đi quậy thì có thể trở thành mục tiêu của tên biến thái hay không? Đúng, ai cũng đúng hết. Vụ án này rất phức tạp. Tôi tin rằng mọi người cần có thời gian để mà tìm hiểu. Hôm nay có nói tiếp thì cũng không có tiến triển gì. Vậy đi chơi đi hả? Tốt quá, nó lại nói điện thoại nữa kìa. Nói điện thoại? Phải đó, hình như nó nói với thằng Thành. Không phải thằng Thành nó đã chết rồi hay sao? Đừng có vô coi nó làm gì. Mày đừng có giết người nữa. Mày nghe tao nói đi, có được không? Nói điện thoại với ai vậy? Đồng nghiệp ở căng tin. Hả? Em đi toilet. Đúng là điện thoại của thằng Thành. Mới phát. Đỉnh à, có phải nó nói điện thoại với thằng Thành hay không vậy con? Nó không có nói điện thoại với thằng Thành đâu. Hả? Nó nói với máy phát điện thoại của thằng Thành thôi. Máy phát? Má, con lo bệnh nó tái phát quá. Để làm gì? Hồi nãy trong điện thoại chúng ta chưa nói xong mà. Có gì phải nói nữa? Mày thật là vô dụng. Hồi nãy tao nói điện thoại với mày, xém chút bị anh hai mày phát hiện ra. Xin lỗi nha. Tao lo cho mày lắm. Bây giờ mày không những giết người mà mày còn cưỡng hiếp xác nữa. Dương An Kỳ đáng chết lắm. Chứng nạn tật nấy, có chồng còn lăng nhăng với người khác. Tuy rằng nó chết rồi nhưng mà tao vẫn phải trừng phạt nó thật nặng. Nếu không đàn bà xấu xa đó không biết sợ đâu. Mày biến thái quá. Tao sẽ ngăn cản mày. Tao không để mày làm vậy nữa đâu. Mày dám ngăn cản tao, bệnh phu. Mày đừng ép buộc tao. Tao báo cảnh sát. Mày dám sao? Tao sẽ giật mặt mày. Tao không để mày phạm tội nữa đâu. Không ai có thể ngăn cản được tao đâu. Thì ra em là tên biến thái đeo mặt nạ hả? Tôi không phải là Bình. Tôi là ông Văn Thành. Em trai của anh đã bị tôi giết chết rồi. Em bị bệnh rồi. Anh hai đưa em đi bác sĩ. Cảnh sát chết tiệt. Đừng tới gần đây. Theo anh hai về đi. Ngoan đi Bình. Nghe lời anh hai. Đưa con dao cho anh. Đỉnh Gia, có người báo cảnh sát nói là anh đã bị thương và ngất xỉu ở nhà ông Văn Thành. Thật sự xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã đi khắp nơi mà không thấy bà Quốc Bình em trai của anh. Anh cũng không về căn tin. Thật ra chuyện này có liên quan gì đến ảnh không? Anh đừng ngại nói với chúng tôi đi. Đỉnh Gia, anh nói đi. Anh giấu giếm sẽ không có lợi gì cho mọi người và em trai của anh đâu.
Tôi không ngờ bệnh tâm thần của nó lại nghiêm trọng như vậy. Em tôi nó ra nông nỗi này hoàn toàn là tại tôi, hoàn toàn tại tôi. Tôi không kể cho mấy anh nghe thôi. Trước đây tôi có người vợ, mà mấy năm trước má của tôi bị bệnh nặng nằm ở viện điều dưỡng. Tôi thì phải đến trường tập huấn, chỉ còn lại thằng Bình không ai chăm sóc. Vì vậy mà tôi đã cưới đại một người về nghĩ là có thể chăm sóc cho thằng Bình. Nhưng mà tôi thật không ngờ lại ra nông nỗi này. Thiệt tình là tôi không ngờ ra nông nỗi này. Trước mặt tôi thì vợ tôi tỏ vẻ rất thương thằng Bình, tốt với nó lắm. Nhưng tôi vừa đi khỏi thì cô chửi mắng thằng Bình, trút giận vào thằng Bình. Lúc nào cũng chửi rủa đánh đập nó hết. Ai ngờ có một lần cũng không chịu được nỗi cô đơn ngợ ngoại tình với người khác, bị thằng Bình phát hiện, cô đánh thằng Bình, dọa thằng Bình sẽ giết nó và chôn ở kẹt bếp. Thằng Bình nó rất sợ, nó không dám kể hết mọi chuyện cho tôi biết. Một mình sống trong những ngày hoảng sợ vì ngược đãi, cho đến một hôm cô đánh thằng Bình một cách dã man luôn. Rốt cuộc thằng Bình nó chạy được ra ngoài, cũng may có một tài xế taxi đến cứu thằng Bình kịp thời. Tài xế taxi này chính là ông Chí Hào, ba của ông Văn Thành. Bắt đầu từ đó thằng Bình và cha con ông Hào đã trở thành bạn thân. Và lúc nào nó cũng nói tài xế taxi Trừ Giang Việt ác đại anh hùng. Sau khi tôi biết vợ tôi tồi tệ như vậy, tôi liền trở về nhà. Nhưng mà vô ích, cô nó gây cho tâm lý thằng Bình một sự tổn thương không gì cứu vãn được. Cô bắt đầu từ đó thằng Bình đã trở nên rất kỳ lạ. Nhiều lúc chỉ là một đứa bé yếu đuối sợ sệt, trở thành một người hung hăng và rất mạnh, giống như trở thành một người khác. Do đó tôi đã đưa nó đi đến bác sĩ. Bác sĩ nói thằng Bình bị bệnh tâm thần. Em trai tôi bị bệnh tâm thần, em trai của tôi nó bị bệnh tâm thần. Tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi sự thật này. Nếu vì sự sơ suất của tôi mà khiến nó bị bệnh tâm thần thì tôi không thể nào tha thứ cho tôi. Má tôi không tin nó bị bệnh tâm thần, cứ tưởng thằng mình gặp ma, bị ma nhập, cho nên đưa nó đến thầy bà. Đi mấy lần liền thì thằng Bình có vẻ như không có gì. Tôi tưởng nó đã khỏi rồi, đều cũng không nhắc đến bệnh tâm thần của nó nữa, sợ ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà thật không ngờ bệnh thằng Bình không hề giảm mà còn nặng hơn như bây giờ vậy. Cho mình là taxi phán quan đi giết người. Theo lời nói của mọi người cho biết, bà Quốc Bình đã mắc bệnh nhân cách phân liệt. Nhân cách phân liệt là gì vậy? Đơn giản mà nói, nhân cách phân liệt là bị sự áp bức trong cuộc sống hiện thực không giải quyết được khó khăn, cho nên nó nảy sinh sự trốn tránh, thậm chí phân liệt ra một nhân cách hoàn toàn khác với mình để giải quyết vấn đề. Ý của sếp tức là ông Văn Thành chỉ là một nhân cách khác mà bà Quốc Bình tưởng tượng ra để giải quyết vấn đề, phải như vậy không? Đúng vậy. Cũng như mọi người đã nói, hồi nhỏ bà Quốc Bình đã bị chị dâu hăm dọa và ngược đãi rất nghiêm trọng. Cậu ta không dứt bỏ được sự hoảng sợ, cho nên cậu ta đã phân liệt ra một nhân cách hoàn toàn trái ngược bản thân mình để giải quyết vấn đề, thậm chí là tiến hành sự trả thù. Căn bệnh này nếu không được chữa trị sớm thì bệnh này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định sẽ có nhiều phụ nữ bị hại nữa. Cảm ơn bác sĩ Lương. Ok, tôi biết cảm nhận của mọi người. Tuy bà Quốc Bình là em trai của Đỉnh Gia, nhưng chúng ta là cảnh sát, phải xử sự theo dì câu. Hãy báo cho các đơn vị khác biết, dốc toàn lực truy nã bà Quốc Bình.